trẻ rất là đơn giản, khi mà cái vùng mặt nào, cái cơ ở vùng mặt nào nó bị liệt á thì thường á sẽ sụn xuống như thế này, còn bên còn lại nó do nó bụng mình rồi cho nên mình sẽ thấy nó như thế này ha, một bên nó xuống chưa. Còn mình sẽ coi cái nhân trung của bệnh nhân nó có bị lệch qua bên hay không, thường nó sẽ bị lệch vào cái bên là bình thường ha, là phá bên bình thường, còn cái bên mình sẽ cái bệnh liệt á nó không có co, nó không có kéo được cơ, nó không có kéo được ha. Và đặc biệt là dấu cái mép môi cũng vậy, mép môi một bên nó sẽ thấp hơn, một bên sẽ cao hơn ha, một bên thấp hơn, một bên sẽ cao hơn. Rồi cụ thể mà rõ ràng hơn nữa ha, nếu mà trường hợp người ta bị liệt nặng á thì khi yêu cầu người ta làm chỉ khi nghỉ ngơi thôi mà cũng đã thấy biến dạng rồi ha. Và kể cả khi vận động, có nghĩa là khi vận động người ta cười thì nó vẫn sẽ lệch ha, nó lệch một bên như thế này hoặc là một bên như thế này. Rồi khi người ta nhắm mắt ha, nhắm mắt thì một mắt ở đây mắt nhắm không chính chưa, do cái cơ nó không có hoạt động hoặc là hoạt động rất là yếu. Rồi hoặc là mình sẽ đánh giá thang điểm một cười, cái yêu cầu người ta cười để mà đếm cái số răng ha, đếm cái số răng nó thường người ta cười sẽ như thế này, cơ bên này nó chỉ cái cơ cười bên này nó hoạt động thôi, còn bên này nó không hoạt động thì mình hầu như cái răng của bên này từ cái xương răng cửa thứ nhất tới răng hàm bên trong ha, và phần cận hàm ấy, sẽ không có thấy ha. Nếu mà số răng càng ít ha thì càng nặng ha, hoặc là không thấy cái là nặng rồi ha, chưa từ cái phần răng cửa tính ra đó là theo tăng điểm nhắc một cười á. Rồi điều trị thì can thiệp thì mình đi đọc sớm ha, mình có thể chụp chuyện buồn mặt. Trong sách mình có để có đề cập đó là mình không có làm gì không có gì đối với điện buồn mặt, kích thích cơ, có kích thích cơ buồn mặt không? Dầu là chủ yếu ha, mà mình làm toàn bộ khuôn mặt chứ không phải là chỉ có bên bên bị yếu liệt không ha, là bắt buộc là phải dùng dầu ha, không có dùng phấn được. Tại sao không dùng phấn được vậy thầy? Thì nghĩ gì dùng phấn được không? Mũi này hít vô rồi, mắt này vô rồi. Tại em thấy đi bên Rất là bên đơn giản thôi mà. dạ tại em thấy đi bên kia nó dùng phấn cho nên thì nó Thôi đi em mới hỏi. à, chỗ khác dùng phấn được nhưng mà không nên. Rồi mình sẽ có đi, mình sẽ vuốt sâu toàn bộ vùng mặt ha, chưa sẽ vuốt sâu từ cằm cằm gò má lên tới trán, kết thúc giữa trán đỉnh đầu, chưa vuốt sâu mình sẽ làm phương hướng kéo lên nhiều hơn. Thề luôn. Hoàng dây vùng trán,
dây vòng trắng thì mình tương tự xoa, tuy nhiên cái áp lực nó sẽ mạnh hơn, biên độ nhỏ hơn ha. Đây là xoa này, nhanh ha, còn dây nó sẽ chậm hơn, cọ dây nó sẽ chậm hơn nha, sâu hơn này, đúng rồi, biên độ nó nhỏ hơn là sâu hơn ha. Các hỏi ảnh nó có khác gì không nha, lực nó nhiều hơn, nhìn là thấy phê hơn rồi, đã quá ha. Rồi, kết thúc ở đây, được chưa? Và tiếp theo là mình sẽ làm bếp bờ lông mày, chưa? Nghĩ cho là nắm lên, giống đậm nhất rồi đó. Nghĩ ra rồi, thế là mình sẽ bận bờ lông mày bằng cả hai bên nha. Trễ cơ. Mình sẽ cố gắng lúc nào cũng kéo hướng lên trên rồi là ngoài. Kết thúc thay dương. Rồi, mình sẽ xoa. Xoa cơ gọn má. Mình sẽ xoa từ đây đi. Chỉ lên đây cũng được. Hay ngược lại từ đây đi. Đi xuống và lên đây cũng được ha. Tùy mình ha. Mình tôi làm đây. Và mình sẽ không đẩy. Mình chỉ kéo thôi. Thao tác kéo thôi ha, thao tác kéo, kéo cái cơ gò má lên. Rồi nếu mà dây thì sao? Dây thì chậm hơn, biên độ nhỏ hơn. Xoa là mình sẽ làm phá vỡ cục chính nha, dây cũng là phá vỡ cục chính nha ha. Rồi lúc ở đây ha, mình sẽ có đối với nếu mà cổ ha, nếu mà người ta có vấn đề liên quan đến cổ thường nữa, tôi sẽ làm ở phần cổ nữa, đó là trường hợp này dành cho cái này là xoa bóp vùng động mạch cổ nha. Cổ này thì dành cho sơ hóa ở phần chống rồi, thường mình sẽ làm ở vùng này thôi. Đây cái vùng này thì mấy anh chị có thể dùng dùng phấn được nè, không nhất thiết phải dùng dầu. Ủa mặt dùng phấn không được các bạn? Rồi mặt dùng phấn nó vô mũi vô mắt. Ý là mình xoa tay mình xong rồi. Không, cũng vậy. Nó cũng sẽ bị vô. Bị. Ha, mình sẽ vào. Mình chú ý. Chưa,
gì đó em cứu chưa sau lên ông qua trả lời rồi xoa xoa được hai mốt trên nè trên đường vai hai mốt trên phải cho mình nghiêng vậy nha cho xoay đầu nghiêng nhìn cho nó dễ xoa cơ ít đòn chuẩn xo ngoài bằng bàn tay nhé. Dùng tơ thang nó khó hơn mình xem xo bằng mặt lòng của các ngón thôi. Cơ ít còn chấm thì nghiêng cái bàn tay. Dạ, yeah, sau đó mình có thể mình nhắc. Có nhiều người đụng vô chỗ này người ta ho. Có ngay cái vầy này. À. Bên cạnh cổ là ho. Chỗ này hơi đau, thì dùng một cái mạnh quá, thì dùng được một cái mạnh vậy. Này hơi đau. Lên đó. Tôi có lược bỏ một vài bước tại vì không có cần thiết à, làm nó cũng không sao không có không sao thì cho những cái bước cơ bản này thì cần thiết là đã có hết rồi tôi đã làm hết rồi mấy chị có thể làm thử ha mình làm thư giãn mà ở trong à.